trả các bản tin nhanh 24/7. Sủ Nhi chạy Xcenter và Winner lạng lách đánh võng trên đường và cái kết. Mới đây, công an huyện Tiên Lãng đã bất ngờ bắt giữ một nhóm đối tượng điều khiển xe máy che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi dàn hàng ngang trên đường. Khi tổ công tác phát lệnh kiểm tra, nhóm đối tượng này không chấp hành mà vẫn cố tình hiên ngang diễn trò biểu diễn lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh khu vực. Tang vật các đối tượng thu giữ được. Được biết những phương tiện đối tượng sử dụng đều là Xcenter 105 và Winner 110. Khi bị kiểm tra đều không xuất trình được giấy tờ xe cũng như bằng lái xe v.v. Yamaha SS 100i đâm vào đầu xe khách, đôi nam nữ tử vong. Sau cú va chạm trực diện với xe khách, người đàn ông điều khiển chiếc Yamaha SS 100i đã tử vong, trong khi đó người phụ nữ ngồi sau chỉ bị gãy chân. Hôm nay vào ngày 29, tại cái địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách và chiếc mô tô mang nhãn hiệu Yamaha FZ 100i biển kiểm soát ở Hà Nội. Theo một số nguồn tin ban đầu, khi đang di chuyển trên quốc lộ 2 theo hướng từ Tuyên Quang đi Hà Giang, đến km 64, chiếc Yamaha FZ 100i chở thêm một đôi nam nữ đã va trực diện với chiếc xe khách của nhà xe Hưng Thành. Cú va chạm mạnh làm đôi nam nữ ngồi trên chiếc Yamaha FZ 100i bị thương. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển chiếc xe này đã bị thương quá nặng, đã tử vong. Trong khi đó, người phụ nữ ngồi sau chỉ bị gãy chân. Hiện trường vụ tai nạn, chiếc Yamaha FZ 100i bị vỡ phần đầu, dầu chảy lên láng. Các mảnh vỡ của chiếc mô tô 101 khối nằm vương vãi ở khắp mặt đường. Trong khi đó, chiếc xe khách bị lõm ở phần cản trước và vỡ kính chắn gió. Vụ tai nạn khiến đoạn đường kể trên bị ùn tắc kéo dài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án và phân luồng giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự việc. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn lại trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.